Xin chào quý vị các bạn. Nhà mình có một cây mộc. Đấy, quý vị các bạn thấy cây rất nhỏ nhưng mà nó đã được 35 tuổi rồi. Và hôm nay mình sẽ trồng cây mộc này trên cái chậu này. Và chia sẻ với quý vị các bạn cách trồng cây mộc. Nơi chăm nhất nó vẫn sinh trưởng phát triển được các bạn nhé. Với cái ban công nhỏ này thì mình không trồng được cây gì khác. Cho nên mình muốn trồng một cây mộc này để vào những cái tháng mùa đông cho hoa ngào ngạt và rất là thơm. Đây, cây mộc này thì tầm tháng 9, tháng 10 là bắt đầu nó sẽ có hoa. Và mùa này thì nó chủ yếu là có lá không thôi, có điểm hoa nhưng mà hầu như rất là ít. Và hôm nay mình sẽ tiến hành trồng. Bởi cây mộc này thì thực tế là cái thời gian sinh trưởng phát triển rất là chậm, cho nên chúng ta trồng ở chậu nhỏ thì nó vẫn sống được. Đây là cái vại, mình sẽ trồng vào cái vại này. Trước khi mình mang lên trồng thì cũng đã làm rễ được khoảng gần một tháng rồi. Các bạn thấy là khi lá bánh tẻ thì chúng ta mới chuyển. Còn nếu mà nó lên lọc lon thì chúng ta không nên chuyển, bởi vì có thể là nó sẽ hỏng cái lớp lọc đấy, hoặc là có thể dẫn đến chết mất cây. Với cái vại này thì mình sẽ đổ một lượt đất lên trên. Sau đó mình sẽ trộn với phần chuột quế khoảng tầm 5kg. Sau đó sẽ đổ một tấp đất nữa lên thì mới trồng cây. Xong bắt đầu chúng ta mới lện chặt cái gốc của nó lại. Thì với cách trồng này thì có thể là 1 đến 2 năm sau chúng ta mới phải chăm bón, hoặc có thể phải 6 đến 7 năm sau chúng ta mới phải thay đất. Và nếu mà khi cây sống rồi thì chúng ta có thể tiến hành bón bổ sung. Sau đó mình sẽ đổ một lớp phân chuột quế lên cái chậu này, gần như đáy chậu. Cái cây này thì nó sinh trưởng rất là chậm, cho nên là cây nó có đường kính gốc rất là nhỏ. Nó gần 3 năm tuổi quý vị các bạn. Cái chiều cao của nó thì phải tầm 1m8 mất rồi. Cái chậu này là hơi nhỏ, nhưng mà được cái là chiều sâu của chậu cũng đáp ứng được cái độ xỏ rễ của cây. Tại nhà mình ở hướng ngược lắng cho nên là quay rất là mờ. Ba năm mà cây rất là cao rồi, nó tầm vào khoảng gần 2m. Với một cây này thì tầm tháng 10 ra hoa rất là thơm. Chúng ta trồng ở tầng 1 thì có thể lên tận tầng 2, tầng 3 thì vẫn cảm giác là mùi thơm của cái hoa cây mộc này. Và hoa của nó cũng có thể hái để pha chè được các bạn nhé. Nó công dụng giải độc rất là tốt. Nhưng những ai mà nghiện chè thì chắc là không thích uống với loại hoa này, bởi mùi thơm của nó lấn át cả mùi chè các bạn ạ. Sau đó chúng ta tiến hành bỏ đất và lấp đất chung quanh. Nếu cái thành phần đất trộn này các bạn mà có thêm được khoảng 0,5kg lân nữa thì rất là tốt. Ngoài phân chuột quế ra thì các bạn có thể là trộn cho bếp lẫn với đất thì cũng là thức ăn dự trữ rất tốt cho cái mộc này. Nó rất là giàu xin ních và tăng cái lượng mùn trong đất. Và chúng ta nhớ là xung quanh là chúng ta phải nện đất cho chặt để cây đỡ bị gió ảnh hưởng đến cái rễ lon của cây sau này. Cây xỏ rễ và lên một lớp lập, và khi lớp lập đó được bánh tẻ như này thì chúng ta có thể là bón bổ sung được. Và bây giờ thì rất nhiều các phân chậm tan ở trên thị trường, chúng ta có thể mua ở các cái siêu thị nào hầu như cũng bán. Giờ này kể cả cái phân dê khô đã được khử trùng, hoặc là phân gà cũng đã được khử trùng thì cũng đã bán ở trên siêu thị, cho nên là việc trồng cây rất là thuận lợi. Chúng ta chú ý là lên nện chặt cái nền đất này để đảm bảo là cây không bị gió lung lay
ảnh hưởng đến bộ rễ của cây. Và trên cái chậu này thì chúng ta có thể trồng một ít cây rau dấp cá thì để cho nó có gặp mưa nó không bị trôi đất ảnh hưởng đến cái ban công của chúng ta. Sau khi chúng ta làm ổn định bộ rễ của nó xong thì tiến hành tưới ẩm. Bởi cái nền đất này rất dễ bị mưa rửa trôi, cho nên là để đấy mình khuyến cáo các bạn là có thể trồng một ít các loại rau dấp cá ở trên cái bề mặt chậu này thì để có mưa vào thì nó đỡ bị trôi đất ra ngoài. Và cái vại này thì mình cũng đã khoan một cái lỗ để thoát nước ở dưới đáy chậu. Và cây mộc thì các bạn yên tâm, kể cả chậu nhỏ trồng thì nó vẫn sinh trưởng phát triển được. Nếu khi bị trột thì chỉ một thời gian nó lại có lụ thôi. Rất là nhà mình ngược sáng cái này nào. Đây các bạn thấy đã có lụ rồi. Video của mình kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau. Nếu các bạn có trồng cây mộc và có kinh nghiệm hay trong việc trồng và chăm sóc cây mộc thì các bạn nhớ bình luận và chia sẻ kinh nghiệm của quý vị các bạn ở phía dưới video các bạn nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị các bạn ở các video lần sau.